Hello, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay Mỹ Thanh lại dẫn một đoàn 30 người các chị đến từ Hà Nội đi vào trong Xà Dê Phìn. Xà Dê Phìn hôm nay là có gọi là gì nhỉ? Mừng chương trình mừng Đảng mừng Xuân nhá mọi người nhá. Nên là các anh chị rất là thích có cô gái người Mông kia. Cái người Mông súng xính váy áo đi hội nên là mọi người rất là háo hức. Đây. Xin chào. Đông lắm mọi người ạ. À. Mọi người đang đi xem văn nghệ. Văn nghệ này. Văn nghệ rồi là đang trình diễn trang phục dân tộc. Ngày hội mừng Đảng mừng Xuân mừng năm mới của xã Xà Dê Phìn nha mọi người nha. Rất là đông vui. Ai cũng xung xính váy áo đẹp để đi hội nha. Mỗi khi Tết đến xuân về và các bản làng của người Mông thì rất là nhiều trò chơi và rất là nhiều cái sắc màu dân tộc. Cùng là người Mông nhưng mà có rất là nhiều kiểu. Ví dụ là đây, mọi người cũng có thể nhìn thấy bên đây là một kiểu khác này. Rồi bên đây các bạn kia một kiểu khác này. Đấy. Đi chụp ảnh nào. Đi chụp ảnh đi. Đây, rất là nhiều. Đấy, tí nữa rồi là mời các anh chị thưởng thức luôn. Đây là, đây mọi người đang chuẩn bị nhóm lửa, đốt lửa để đồ xôi, làm bánh dày nhá mọi người nhá. Xin chào, chào anh. Chúc mừng năm mới nhá. Mấy bạn anh? Vừa đến à? Đó em đến đồng. Có động viên để đánh từ lúa thì các đồng chí lập một danh sách gửi lên cho tôi để chiều nay bắt đầu từ thi đấu.
Ném bao nha mọi người, ném quả bao ấy có nghĩa là nếu mà mình mà thích nhau là mình cứ ném cho bạn đó, còn trong trường hợp mà mình không thích thì mình sẽ kiểu ném, có nghĩa đến ném mãi đến mà giờ không bắt được thì thôi, kiểu thế cả buổi luôn. Ném bao đi các cháu ơi, ném bao nào, có quả bao không? Đây các bạn nam thanh nữ tú đây này, bắt đầu ném bao này. Rồi rồi ơi, chưa đấy là chưa để ý. Cho ném bao. Đây, mình rất là đông đảo bà con đều đến tập trung tại sân vận động của xã Sa Dề Phìn tham gia lễ hội. Ngày hôm nay là ngày gì ạ? Ngày ta gọi là mừng đảng, mừng xuân, chương trình nghệ thuật chào mừng đảng, mừng xuân của xã tự tổ chức nha mọi người. Đông vui lắm luôn. Xinh ai cũng xinh, ai cũng đẹp. Ôi, ném đi. Một cái trò chơi rất là dễ chơi, ai cũng có thể chơi được. Bên đây là mọi người đang đổ xôi để chuẩn bị giã bánh dày nha mọi người nha. Thì bánh dày là bánh truyền thống của dân tộc Mông. Đấy. Đang đổ xôi để chuẩn bị đánh giã bánh dày ạ. Đây chắc là cũng sắp đã, nước đã sôi sắp chín rồi. Mỗi đội được có bao nhiêu người các anh các chị? 4 người. Bản mình bản gì ạ? Bản Sa Dề Phìn luôn. Chúc các anh chị đạt giải cao nhá. Đây. Bản này bản gì ạ? Bản là Hát Hơ. Hát Hơ là xa nhất đúng không? Đúng rồi. Đấy, xôi đã bắt đầu chuẩn bị chín này. Cứ anh ơi, cứ từ từ nhá, biết đâu ấy. Đấy, kết quả cuối cùng mới quan trọng nhất nhờ. Kết quả cuối cùng. Đúng rồi. À thì đương nhiên rồi. Nhưng mà khi trong quá trình có thể các bạn kia nấu xôi chín trước, nhưng mà lúc giá gạo lại không giá bánh lại không kỹ thuật bằng mình chẳng hạn, đúng không? Tất cả cái chung mới là quan trọng nhất. Đây bản Hát Hơ này, bản gì nữa ạ? Bên mình bản gì anh? Sảng Phìn. Sảng Phìn. Ơ thế còn có mỗi 4-3 bản thôi à? Một bản bỏ qua hả? Đây là cái chày để giã bánh đấy nha mọi người nhá. Chày để giã bánh nha. Đây là cái chày. Cái mẹt để tí nữa mình bỏ bánh ra này, cái này là cái chày để giã bánh. Đấy, còn cái này là cái máng để chúng ta bỏ xôi vào đấy và chúng ta sẽ giã nhá. Cái này thì cái này là một cái mẹo để cho bôi vào cái chỗ chày này để cho cái gạo ấy nó không bị dính, không bị dính, nhấc lên nó cũng không bị dính đó. Nói chung là có công thức cả rồi. Đây hôm nay là mọi người đi Sa Dề Phìn chơi và bây giờ bắt đầu đến đồi chè cổ nha. Hello.
Hello anh trai. Xin chào 500 bà con. Bà con có khỏe không? Bà con. Bây giờ chúng mình sẽ đi lên đồi Chè Cổ một xíu, xong rồi là quay xuống là các bạn chuẩn bị xong là mình ăn cơm chưa là vừa. Đồi Chè Cổ là mình đi đây quanh. Chè đây là chè gì em? Chè Cổ thụ xà dê phin anh ạ. Có được uống luôn. Tí nữa mình ngắt xong mang xuống để cao uống. Cao không? Ừ. Chè lại uống được không? Uống luôn rồi. Tốt rồi, lại còn hỏi. Thế em ngắt xuống. Rồi ok nhá, chúng ta đi nhở. Cho mọi người xuống xong là rồi xuống xe xong mình đi một vòng đồi Chè Cổ chơi một lúc, tham quan một lúc xong là xuống ăn uống là vừa. Ở đằng sau này chị ơi, chúng ta sẽ đi một vòng. Đi đâu? Đi bộ. Tạm rác ở đây được không Bảy Thanh? Rác để đâu? Chị xem nào. Kia, từ chị cầm tạm đi, bên kia góc kia có cái gì đấy, có cái thùng rác bên kia kìa. Các anh chị ơi, mình xuống xe xong là mình đi theo em Bảy Thanh một vòng lên trên đồi Chè Cổ. Đúng rồi. Cho mọi người xuống xe đã. Ngải cứu này là ngải cứu dạy. Ngải cứu tự nhiên. Tí nữa các bác, các anh lấy chè để uống thì cứ ngắt nhá. Xong mang xuống để chúng mình đun nước uống luôn. Chè đấy uống được chè tươi à? Vâng, uống được chè tươi. Chè tươi tốt mà. Chè tươi cũng còn tốt. Đúng rồi. Cái cây kia là cổ thụ nhất, cây là cổ thụ nhất. Mấy chân kia. Mấy đồi trên kia. Nói chung là ở cái xã này là toàn cây chè. Cứ như nhà nào cũng trồng mấy cây đằng sau ấy. Và để lâu dài thì nó thành chè cổ. Tuy nhiên thì khu vực này nó kiểu tập trung hơn. Và lại kiểu dễ quy hoạch hơn thì làm chỗ này thôi. Còn khi nãy mình đi qua toàn rừng đồi chè cổ đấy. Thôi đi được đủ hết chưa ạ? Xuống hết chưa? Rồi chúng mình đi nhá. Mọi người đang đi lên đồi Chè Cổ thụ xà dê phin. Cây đào này nó nở trước mắt rồi. Không. Sao? Anh lên anh pha cà phê cho em thì được. Anh pha anh làm anh giới thiệu khách luôn. Được. Thế thì được. Cao cao tí nhá, cho anh đủ sống nhá. Lương của anh tự làm tự ăn. Được chưa anh? Để em kéo ông anh này nữa. Bố! Ngoan lắm, sai gì đấy, em cứ sai ông chỉ ra. Đây, ông anh là anh bà này. Anh cứ sai đâu chỉ lên núi, xuống tắm mà xuống tắm. Được. Anh ơi thế thì ok. Anh chị đi tiếp đi ạ. Ôi, lại còn có mấy bạn anh vẫn bật ấy à? Không em đang quay à vật. Ở đây là độ cao 1.700 so với mặt nước biển. Mấy trăm năm. Thì đương nhiên thì cũng có những cây rất là to đấy. Đúng rồi ạ, đỉnh Cát Chô Xì bên đấy đấy ạ. Bên này thỉnh thoảng nó có những cây nó to là gì nè? Cây này là mấy cây trồng về sau. Đây, cây gốc to này. Ta đang vào ở cái vùng mà không có sóng, không có mạng nhá. Đây, chuẩn bị cho mọi người nghỉ ngơi và ăn cơm trưa ở tại xa dê phìn nhá mọi người nhá. Đây là cái nhà của anh Sinh. Nhà anh Sinh. Cám lời. Ê, chuẩn bị ăn cơm chưa? Chuẩn bị ăn cơm. Ui. Hỏi không nhận ra. Đây, cậu đây. Bà dân tộc về Trung Hoa. Nhân mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mông. Thử cái. Giống nhau nhỉ. Mặc gì ra đấy mà đúng không? Nào, xin chuyển tiểu nào. Mới quần lên này chụp này. Quần lưng cổ này. Quần lưng cổ này tết bản đấy. Là một bữa trưa tuyệt vời ở xa dê phin đã kết thúc. Và các anh chị sẽ đi lên đường về Lai Châu. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những lần sau nha.
hẹn gặp lại mọi người. Hai năm nữa cho đường đẹp lại lên gia đình nhà mình nhá. Anh ở lại nhá. Xin chào 301 anh em nhá. Chiều em vào nhá. Bây giờ em lại lên xe của các anh. Hảo đứng giữa đi. Đi rồi. Trở lại luôn đấy bạn luôn. Mất tích. Si đâu rồi? Trở lại rồi. Dạ. Được được. Thế tí nữa mẹ tắt bật lại cho. Đợi một xíu. Chào các bác nha, hẹn gặp lại các bác nha. Đây. Xe nào rồi? Rồi, bye bye các bác nè. Hẹn gặp lại các bác ở Sinh Hồ nha. Bye bye các bác nha. Bác xe đỏ đỏ kia đâu ấy? Xe đỏ đỏ kia về trước rồi.